Hello, everybody. Today I make mushroom stuff. It's a hamburger, garlic, soap, sea soap, pepper, mixed up already. And so my wife, she make a beef. Okay. Now this is a mushroom. It's a button mushroom. Happy weekend, các bạn hôm nay làm gì? Thì là cuối tuần này á là mình sẽ làm món nấm, nấm đụng thịt đây các bạn, nấm đụng thịt. Chưa thấy là mình là nấm. Cho anh cái muỗng nào ơi. Nhỏ khăn. Cái muỗng nhỏ hay cái muỗng lớn gì cũng được. Nhỏ cái muỗng không được. Không có nhỏ cái muỗng. Không có lớn cái muỗng mà. Cái muỗng nhỏ, cái muỗng lớn. Hầu nó được. Hầu nó không được. Bây giờ bà xã mới bỏ cheese lên. Now it's my favorite wife. We put the cheese in. Cheese is smart now already. So, yes. And then I put the cheese. Red cheese. Okay. Straight down. Đây các bạn. Đó. Bây giờ là đem fry up của cái lít lịch lên. Cái lít lịch lên. Cái lít lịch lên. Cái lít lịch lên. Cái lít lịch lên.